Hôm nay là một ngày rất là vui và ý nghĩa khi được cùng những người anh sẽ có một cái chuyến đi lên rừng núi Gia Lai, cụ thể sẽ là đỉnh núi Chư Pả. Đây, xe cộ các thứ rất là đủ đầy rồi và hôm nay có một nhân vật rất là quan trọng, đó là thầy Thích Tự Do. Thầy được các anh trợ duyên từ Hải Phòng ghé vào Gia Lai, nhà em đây, và chuẩn bị cho một cái hành trình. Tất cả mọi hành trang, ba lô, xe cộ, gạo, bát đũa, lương thực thực phẩm nói chung là rất là đầy đủ cho cái chuyến đi này rồi, chuyến đi một ngày một đêm. Và hiện tại là chuẩn bị đến cái giờ mà xuất phát lên rừng rồi cả nhà ạ. Bây giờ em sẽ cùng các anh em thu dọn hành lý và bắt đầu một chuyến đi. Rất là hữu duyên khi thầy Thích Tự Do ghé thăm nhà cũng như là cùng lên núi với thầy một chuyến thì thầy thấy không khí ở Gia Lai rừng núi này thế nào thầy? Con thấy trong lành đấy thích lắm ạ. Và cái chặng đường mà để mấy anh em cùng thầy đi thì nó vẫn còn khá gian nan ấy. Dạ. Tôi cảm ơn các thầy đã cho con một không khí thật là tự do. A Dạ Di Đà Phật, A Di Đà Phật. dạ dạ con cảm ơn thầy vì cái video này thầy đã cho phép con quay nhá. Dạ dạ vâng. dạ dạ A Di Đà Phật. Chào dạ bác dạ hỷ ạ. dạ dạ Dạ. Thầy Thích Tự Do, thầy đi chân trần leo đỉnh núi mà rất là khỏe. Em đi mà không theo nổi thầy thì mới biết được các thầy đi kinh khủng mức nào. Một buổi sáng đầy sương mờ trắng xóa trên đỉnh núi Chư Pả Gia Lai. Sáng nay thì gió rất là to và cảnh vật em tưởng chừng như là tiên cảnh giữa đời thực như thế này. Thực sự rất là đẹp. Và bây giờ là chuẩn bị đi ăn sáng và kết thúc hành trình ngày hôm nay tại đây thôi. Một chuyến đi vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Một lần hữu duyên, cả đời sẽ mãi nhớ luôn cả nhà ạ.